mái quá. Tớ thích cái thời tiết mát mẻ và không khí trong lành buổi sớm nơi đây thật là tuyệt vời. Khi ngắm bình minh vào biển mày ngố nhỉ? Thời tiết mát mẻ ghê, bình minh ở biển đẹp quá, màu sắc tệt và lạ nữa, nhìn sắc trời như một ngọn lửa khổng lồ vậy. Bình minh là thời điểm mặt trời nằm ở vị trí dưới đường chân trời. Lúc này ánh sáng phải vượt qua nhiều lớp khí quyển hơn. Quãng đường càng dài, ánh sáng càng bị tán xạ nhiều. Kết quả là ánh sáng khi chạm đến, chúng ta chỉ còn màu đỏ và vàng. Thật là kỳ diệu. À đúng rồi, buổi chiều tối có hoàng hôn, cảnh tượng rất giống bình minh. Chắc cũng là do mặt trời nằm dưới đường chân trời đúng không Bù Xú? Đúng rồi đó, chiều nay chúng mình ra biển chơi rồi cùng ngắm hoàng hôn nhé. Ok. Nghe Bù Xú, tớ để ý thấy sắc trời đỏ hơn sắc trời bình minh sáng nay. Ừ, sắc trời hoàng hôn thường sẽ đỏ hơn do buổi chiều có nhiều bụi bẩn và không khí cũng ô nhiễm hơn. Ngoài ra còn do nhiệt độ của chiều tối nóng hơn nhiều so với sáng sớm nữa. Nhưng cũng vì thế mà hoàng hôn rực rỡ hơn ánh sáng bình minh mày ngố nhỉ? Ồ, đúng rồi. Nhưng tớ thích bình minh hơn, vì không khí trong lành và mát mẻ hơn. Tớ thường đi bộ vào buổi sáng để rèn luyện sức khỏe, có một ngày mới tràn đầy năng lượng. Tớ thì thích hoàng hôn bởi khi hoàng hôn xuất hiện cũng là lúc màn đêm dần buông xuống. Tớ sẽ có thời gian nghỉ ngơi và ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Rất đâu, các nhà thơ nổi tiếng cũng từng lấy cảm hứng từ hoàng hôn để sáng tác nữa. Lại thơ thần nữa rồi, ha ha. À, cậu chết chắc rồi, hay là cậu trẻ à? Ơ mày ngố, giờ đã 7 rưỡi tối rồi mà trời vẫn sáng kìa. Cậu nhìn lại đồng hồ của cậu xem của tớ có bị sai không? Ơ, của tớ cũng hiện 7 rưỡi tối này. Quái lạ, tầm này phải tối mịt rồi chứ. Hay là thời gian bị ngưng động nhỉ? Làm gì có, sóng vẫn đánh ào ào kìa. Này, giờ tớ mới để ý, sao cả bãi biển có mỗi hai bọn mình, mọi người đi đâu hết rồi? Ừ nhỉ, hay là có thảm họa gì đó. Họ biết tin nên đi trốn rồi, còn mỗi hai đứa mình mải ngắm hoàng hôn không để ý. Tớ không biết nữa. May quá, đấy chỉ là một giấc mơ. Ôi thôi chết, sắp muộn rồi, mình phải nhanh chân lên, sẽ bỏ lỡ mất chuyến đi biển lần này mất.